Hôm nay em xin phép được trình bày bài báo cáo với tiêu đề là tiếp cận đơn giản rối loạn lipid máu ở bệnh nhân tăng huyết áp hoặc là bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Thì trước hết là em xin phép được điểm qua một chút về cái mặt dịch tễ học. Thì rối loạn tăng cholesterol máu thì nó là một trong nguyên nhân gây ra khoảng 2,6 triệu ca tử vong hàng năm trên thế giới. Và cái mức độ tăng cholesterol này nó dao động khoảng từ 25-50% ở những người trưởng thành, và tùy ở các nước khác nhau thì mức độ dao động một cách khác nhau. Và trên thực tế lâm sàng thì rối loạn lipid máu gặp một cách tương đối phổ biến, và trên thực tế cũng có rất nhiều các loại thuốc điều trị khác nhau với các cái dược chất khác nhau. Tuy nhiên có những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cần đặt ra, ví dụ như là mọi loại thuốc điều trị rối loạn lipid máu đều có thể giống nhau được hay không? Thứ hai nữa là liệu chúng ta điều trị các thông số lipid máu chỉ cần nó thấp dưới ngưỡng tham chiếu so với lại người bình thường hay là như thế nào? Thứ ba nữa là với các loại thuốc lipid máu như thế thì khi nào chúng ta sẽ cần điều trị một cách tích cực, khi nào chúng ta có thể một cách chậm rãi hơn? Và cho đến năm 2021 thì hiện nay có hai cái khuyến cáo về điều trị rối loạn tiếp cận chẩn đoán xử trí rối loạn lipid máu, là khuyến cáo năm 2019 của Hội Tim mạch Châu Âu và khuyến cáo năm 2018 của Hội Tim trưởng môn Tim mạch Hoa Kỳ. Vậy trong hai cái khuyến cáo này của năm cho đến năm 2021 thì có thể nó có rất nhiều các cái bảng biểu cũng như là các cái mức độ khác nhau, tuy nhiên chúng ta sẽ tiếp cận nó một cách đơn giản và cũng hay nói một cách khác, tức là lược bớt những điểm để chúng ta tiếp cận một cách trực diện hơn. Điều đầu tiên đấy là chúng ta cần thiết phải tiến hành phân tầng nguy cơ của bệnh nhân. Đối với bệnh nhân rối loạn lipid máu, chúng ta cần thiết là phải phân bệnh nhân đó ở các nhóm nguy cơ khác nhau. Bệnh nhân đó thuộc vào nhóm nguy cơ thấp, nguy cơ vừa hay nguy cơ cao hoặc nguy cơ rất cao. Điều đầu tiên để xác định được liệu bệnh nhân này ở cái nhóm nguy cơ nào thì chúng ta sẽ phải tính cái thang điểm score. Tức là gì? Là để đánh giá cái nguy cơ 10 năm để xảy ra một cái biến cố tim mạch đầu tiên mà nguy hiểm, như là nguy cơ đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim hay là đột tử. Về cách tính của thang điểm score này tôi xin phép trình bày được ở cái slide tiếp theo. Thứ hai nữa là gì? Là những cái bệnh nhân mà có bệnh lý nền, như là ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường tim 1 hoặc tim 2 với những cái thời gian diễn biến khác nhau, bệnh nhân có rối loạn cholesterol có tính chất gia đình, hoặc bệnh nhân có bệnh thận mạng, hoặc là bệnh nhân có những bệnh lý tim mạch do xơ vữa, như là bệnh nhân đã bị nhồi máu cơ tim rồi, hoặc bệnh nhân đã bị đau thắt ngực đã được can thiệp hay là tai biến mạch máu não, hoặc là những trường hợp bệnh nhân ghi nhận có những cái biến cố xơ vữa, ví dụ như thông qua trường hợp chúng ta siêu mạch cảnh phát hiện ra những mảng xơ vữa, hoặc là chúng ta tiến hành chụp cắt lớp MSCT động mạch vành mà phát hiện ra những mảng xơ vữa mạch vành. Thì từ những cái tính thang điểm score cũng như là những bệnh lý nền như vậy mà chúng ta có thể phân bệnh nhân vào cái nhóm nguy cơ nào, nguy cơ thấp, vừa, cao hay là rất cao. Và đây là một cái sơ đồ minh họa để xác định xem cái cách tính score này như thế nào. Với một cái chúng ta có thể tải phần mềm hoặc là tính trực tiếp mà chúng ta dựa vào các thông số hết sức đơn giản. Ví dụ như bệnh nhân là tuổi, nhóm bao nhiêu, giới tính là nam hay nữ, bệnh nhân có tăng con số huyết áp tâm thu là bao nhiêu, bệnh nhân có con số cholesterol là bao nhiêu, và ở những cái vùng nguy cơ thấp hay nguy cơ cao mà thì ta tính ra được cái nguy cơ 10 năm, tức là cái bảng điểm score này để xác định được bệnh nhân ở nguy cơ ra làm sao. Điều thứ hai nữa là sau khi chúng ta đã xác định được bệnh nhân ở cái nhóm nguy cơ thấp, nguy cơ cao, nguy cơ vừa thì chúng ta sẽ biết được là cái mục tiêu điều trị của chúng ta là cần vào cái thông số lipid như thế nào. Thì đây chúng ta dựa vào một cái chỉ số là LDL cholesterol để xác định xem cái ngưỡng điều trị. Ví dụ với nguy cơ thấp hoặc nguy cơ vừa chúng ta sẽ có những con số tuyệt đối cụ thể. Và với những nguy cơ khác thì chúng tôi và với những nguy cơ khác thì chúng ta sẽ ra làm sao. Tôi xin phép có một số slide rất vắn tắt để nêu lại những cái nghiên cứu nền tảng để chứng minh vai trò của LDL cholesterol. Tức là nó chứng minh được giảm LDL cholesterol thì chúng ta sẽ làm giảm thoái triển của màng xơ vữa. Hay như chúng ta tiến hành những nghiên cứu về siêu âm nội mạch trong lòng động mạch vành thì thấy được càng làm giảm LDL cholesterol thì nó là càng làm giảm cái thể tích của màng xơ vữa. Và nó thể hiện trên những cái thực tiễn lâm sàng, tức là càng giảm LDL cholesterol thì càng làm giảm những biến cố tim mạch chính như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não hay là những cái biến cố về đột tử. Tuy nhiên là cái ngưỡng nào để chúng ta gọi là hạ LDL cholesterol đến ngưỡng thấp nhất có thể, thì chúng ta so sánh một cái bảng về phân tầng nguy cơ của cái bảng của khuyến cáo của Hội Tim mạch Châu Âu năm 2016 so với năm 2019. Thì nếu như năm 2016 mức LDL cholesterol hạ cần thấp dưới 1.8 mmol trên lít, thì đến năm 2019 cái mức độ dưới 1.8 này chỉ được xếp vào nhóm nguy cơ cao, và người ta hạ thấp cái mức LDL cholesterol này dưới ngưỡng 1.4 mmol trên lít. Vậy thì vì sao nó lại có một cái sự khác biệt như này? Chúng tôi xin phép được nêu qua một cái slide khá thú vị như sau. Nếu như mà trục hoành nó là mức LDL cholesterol thể hiện dưới dạng mg trên decilit, và trục hoành của chúng ta là nguy cơ tuyệt đối trong vòng 5 năm về các cái biến cố tim mạch, thì chúng ta thấy là nếu như chỉ cần hạ từ LDL cholesterol từ 220 xuống 190 thì chúng ta có thể để điều trị 100 bệnh nhân, chúng ta có thể ngăn ngừa được 5 biến cố tim mạch trong vòng 5 năm. Và nếu như giảm từ 100 mg trên decilit xuống mức 70 mg trên decilit thì chúng ta có thể
cứu thêm được khoảng 1,5 biến cố tim mạch trên khi điều trị trên độ khoảng 100 bệnh nhân. Và ở mức năm 2019, người ta hạ xuống mức độ khoảng tầm 50mg trên decilit, tức là 1.4. Vì sau đó chúng ta thấy là ở cái ngưỡng 50mg trên decilit thì đường cong có xu hướng đi ngang. Và vì vậy với nguồn lực đổ ra với lượng hạ thấp xuống nữa thì cái biến cố mà chúng ta cải thiện được thêm cũng không cải thiện được đáng kể là bao nhiêu. Vậy một điểm tiếp theo nữa, chúng ta đã có phân tầng nguy cơ để biết được bệnh nhân như thế nào, có cái đích để nhắm tới đấy là ra sao, LDL cholesterol nên duy trì ở mức nào. Vậy câu hỏi tiếp theo là chúng ta sẽ điều trị ra sao. Chúng ta có rất nhiều các loại thuốc điều trị về rối loạn lipid máu. Chúng ta có nhóm statin khác nhau, các nhóm axit mật, hoặc là những cái thế hệ mới như ezetimibe, hay là cái thuốc thuộc nhóm PCSK9. Tuy nhiên câu chuyện kết hợp ra làm sao, khởi trị như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp theo bằng cái lược đồ về tiếp cận điều trị của rối loạn lipid máu năm 2019 của Hội Tim mạch Châu Âu. Điều đầu tiên người ta nhấn mạnh ở đây là gì? Là chúng ta sẽ điều trị khởi trị bằng statin. Và statin này chúng ta làm sao cố gắng đạt được liều cao nhất về khuyến cáo. Và nếu như trong trường hợp có thể ở những cái chủng tập khác nhau, bệnh nhân chỉ đạt được đến mức độ giới hạn thì chúng ta tiếp cận bằng cách là khởi trị bằng statin, có thể bằng liều cao nhất hoặc có thể bằng liều tối đa nhất mà bệnh nhân đó có thể dung nạp được. Và sau 8 đến 12 tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục thử lại để xem cái mức LDL cholesterol này có đạt được mục tiêu mà chúng ta đã khuyến cáo đề ra hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục kết hợp thêm ezetimibe và lại kiểm tra sau 8 đến 12 tuần để xem mức LDL cholesterol nó có đạt đích hay không. Để tiếp tục chúng ta sẽ kết hợp thêm cái nhóm PCSK9 ở trong trường hợp này để làm sao đạt được cái yêu cầu về mức LDL cholesterol đề ra. Vậy chúng ta tóm gọn lại trong một cái lược đồ tương đối phức tạp như thế này bằng điều gì? Thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo phân tầng nguy cơ. Thứ hai nữa là chúng ta đảm bảo đích của LDL cholesterol. Và điều quan trọng nhất, khởi trị bằng statin. Sau đó kiểm tra lại ở mỗi bước để xem LDL cholesterol có đạt được hay không, để tiến theo những bước tiếp theo là kết hợp thêm ezetimibe hoặc các nhóm PCSK9. Vậy thì liều khởi trị của statin như thế nào? Nếu chúng ta nhìn thấy ở trên cái biểu đồ này thì sẽ thấy có một điểm là với cái nhóm thấp hoặc nguy cơ vừa thì các con số tuyệt đối của LDL cholesterol tương đối khá đơn giản và chúng ta khá là lững thững để có thể tiếp tục. Tuy nhiên với cái nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao thì bên cạnh chuyện giảm được dưới mức tuyệt đối như vậy thì chúng ta phải đảm bảo được giảm trên 50% LDL cholesterol so với lại cả mức nền. Vậy thì câu chuyện làm sao chúng ta biết được là thế nào là mức nền và làm sao được là với các cường độ điều trị statin nó được như nhau. Thế thì đây là một cái hình ảnh minh họa, lược đồ minh họa của Hội Tim mạch Châu Âu. Người ta cho thấy là với những cái statin điều trị ở cường độ vừa thì có thể sấp xỉ khoảng 30% mức hạ so với mức độ nền, với lại cường độ cao là khoảng 50%, và tương tự khi kết hợp và tối đa nó có thể khoảng được 85%. Đây là một cái được lược đồ khá thú vị. Nếu như chúng ta để ý trục tung nó lại mức độ phần trăm LDL cholesterol có thể giảm được và các loại statin khác nhau thì người ta thấy với cái mức 20% để giảm 20% LDL cholesterol thì đa số các loại statin hiện nay chúng ta có đều có thể đạt được mức đó. Tuy nhiên nếu như chúng ta gióng cao lên ở ngưỡng khoảng tầm 40% thì con số đấy giảm chỉ còn một số loại statin với các mức độ khác nhau. Và theo khuyến cáo người ta phân ra ở mức độ xem điều trị statin ở cường độ thấp, cường độ vừa hay cường độ cao, thì cho đến nay với những cường độ cao để giảm được LDL cholesterol trên 50% do mức nền thì người ta thấy mới chỉ ghi nhận được có khoảng hai loại statin là atorvastatin và rosuvastatin ở cái liều tương đối cao. Vậy thì câu chuyện là chúng ta điều trị statin ở những bệnh nhân rối loạn lipid máu để cố gắng làm giảm những cái biến cố xơ vữa, và chúng ta cố gắng ở những cái nhóm bệnh nhân nguy cơ cao và điều trị tuyệt đối để làm sao giảm được biến cố xơ vữa do mạch máu. Tuy nhiên là gì, qua các nghiên cứu thì người ta thấy được rằng dù có điều trị statin ở mức độ mạnh nhất có thể so sánh với nhóm điều trị statin tiêu chuẩn thì đâu đó vẫn còn khoảng 8,7% bệnh nhân có những biến cố có các nguy cơ về bệnh lý tim mạch. Và người ta điểm lại là gì, bên cạnh cái chuyện gọi là về những cái yếu tố nguy cơ mà xác định để gây ra bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim thì người ta thấy bên cạnh tăng cholesterol máu thì tăng huyết áp là một yếu tố không thể tách rời, và điều này được ghi nhận là các yếu tố nguy cơ hàng đầu dù ở các cái nước mà đang phát triển cũng như là ở các nước đã phát triển. Và người ta tính trung bình ra rằng cứ 2 bệnh nhân tăng huyết áp thì có một người bị rối loạn lipid máu, bất kể là bệnh nhân đó ở cái vùng nào trên thế giới. Và nếu một bệnh nhân càng tăng huyết áp càng nặng, một càng rối loạn lipid máu càng cao thì cái tỷ lệ biến cố tim mạch gia tăng một cách rõ rệt, và vì vậy người ta cố gắng để làm sao khống chế được càng tốt cái mức tăng huyết áp cũng như là cái mức độ rối loạn lipid máu ở bệnh nhân để làm giảm thiểu các biến cố.
Vậy có một điều nữa là nếu như chúng ta giảm thiểu, chúng ta kết hợp một bệnh nhân điều trị cả tăng huyết áp, thì chúng ta sẽ thấy là nếu như giảm điều trị tăng huyết áp, giảm được khoảng tầm 35-40% nguy cơ đột quỵ cũng như nguy cơ nhồi máu cơ tim, và điều trị rối loạn lipid máu cũng giảm được con số khoảng 40-50% tổng của biến cố tim mạch. Vậy thì có tác dụng cộng gộp của hai loại này hay không để kiểm soát được một cách lâu dài? Thì chúng ta thấy được rằng chỉ cần giảm khoảng 10% các biến cố, giảm 10% con số huyết áp tâm thu hoặc là 10% về cholesterol máu, thì người ta sẽ có một tác dụng cộng gộp giảm được khoảng 40% về các nguy cơ bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên có một điều là càng dùng nhiều thuốc thì bệnh nhân thì khả năng tuân thụ càng kém, và sau khoảng 6 tháng theo dõi thì người ta thấy rằng chỉ còn độ trong 3 bệnh nhân điều trị thì chỉ còn một bệnh nhân có khả năng tuân thủ cả hạ huyết áp lẫn như cả hạ lipid máu của bệnh nhân, và vì vậy người ta làm tăng cải thiện tiên lượng của bệnh nhân bằng cách là người ta tăng khả năng tuân thụ điều trị thuốc của bệnh nhân, và vì các bệnh nhân vừa tăng huyết áp vừa tăng rối loạn lipid máu cũng như kèm theo nhiều bệnh lý tim mạch, thì người ta cố gắng được làm sao số lượng viên thuốc càng ít để làm tăng khả năng tuân thủ điều trị của bệnh nhân, và ra đời những cái xu hướng kết hợp thuốc mới, xu hướng các viên kết hợp. Thì người ta thấy được rằng việc phối hợp 2-1 làm giảm việc không tuân trị khoảng từ 24-26%. Tuy nhiên cái việc kết hợp này liệu có thực tế có thể mang lại được hiệu quả lợi ích hay không, tôi xin phép được ví dụ qua một cái minh họa về việc sử dụng viên phối hợp 2-1 amlodipin so với atorvastatin. Thì người ta thấy được với sử dụng viên kết hợp thì nó có hiệu quả cao hơn hẳn ở 2/3 số bệnh nhân tuân trị so với lại cả mức dao động từ 37-50% ở những cái khi sử dụng viên đơn lẻ kết hợp giữa atorvastatin với các loại chặn canxi khác nhau, hoặc là giữa atorvastatin hoặc là giữa amlodipin với lại cả các loại statin khác nhau. Tiếp nữa là gì? Là người ta thấy một cái nghiên cứu đoàn hệ làm ảnh hưởng về xác định ảnh hưởng trên gắn kết với điều trị của việc chuyển sang dùng viên 2-1, thì người ta thấy nó làm tăng 1,64 lần gắn kết với điều trị so với viên kê toa thêm một viên statin. Thì đây là những cái hình ảnh mà chúng ta minh họa để qua một cái ví dụ như vậy. Và trong cái khuôn khổ bài báo cáo này, tôi xin phép được tóm gọn lại là gì? Là tiếp cận điều trị rối loạn lipid máu chúng ta cần dựa trên phân tầng chiến lược, phân tầng nguy cơ trên từng nhóm bệnh nhân, đối tượng bệnh nhân cụ thể. Thứ hai, điều trị rối loạn lipid máu ngoài dựa trên phân tầng nguy cơ thì chúng ta cần thiết phải đạt được đích LDL cholesterol, và cái mức độ tùy thuộc vào nhóm bệnh nhân đó ở mức độ nguy cơ vừa, nguy cơ cao hay rất cao, và luôn luôn khởi trị bằng statin, sau đó dựa trên các cái đích LDL cholesterol có đạt được hay không để chúng ta kết hợp thêm ezetimibe và PCSK9. Và điều quan trọng là gì? Là chúng ta cần thiết phải can thiệp đồng thời trên nhiều yếu tố nguy cơ để giúp giảm thiểu xác suất của biến cố tim mạch. Đấy là những cái phần trong bài trình bày làm sao để tiếp cận đơn giản rối loạn lipid máu ở những cái bệnh nhân cụ thể. Xin trân trọng cảm ơn.